Lưu Học Nghĩa khoe body nóng sốt, hôn cả nam lẫn nữ trong Thanh Lạc. Bộ phim cổ trang Thanh Lạc có sự tham gia của Lưu Học Nghĩa và Vương Tử Vi đóng chính đang được khởi chiếu. Phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Khanh Đa Nhi Tử Quỷ Y Nương Thần, xoay quanh nữ chính Thanh Lạc, thiên tài y học đơn thân đưa con trai đi báo thù và tìm người cha cho con. Theo đó, hành trình tìm cha cho con của nữ chính Ngọc Thanh Lạc do Vương Tử Vi đóng đang đi đến giai đoạn ngọt ngào khi nàng nhận ra hoàng tử Dạ Tu Độc do Lưu Học Nghĩa đóng chính là cha ruột của bé con Nam Nam. Trên phim, khán giả được xem cặp đôi nhân vật chính của Thanh Lạc dành cho nhau những cử chỉ quan tâm, thân mật. Nhưng ít ai biết, đằng sau hậu trường, Lưu Học Nghĩa và Vương Tử Vi đã tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười do lần đầu tiên hợp tác yêu đương trên màn ảnh. Cặp đôi chính của Thanh Lạc có không ít những cảnh mùi mẫn hôn nhau xuyên suốt phim. Vì đây là lần đầu tiên hợp tác, nên Lưu Học Nghĩa và Vương Tử Vi không tránh khỏi ngại ngùng, phải dành nhiều thời gian tập luyện cảnh hôn. Thế nhưng sau đó, sự chủ động của Vương Tử Vi đã khiến Lưu Học Nghĩa thoải mái hơn. Ở những cảnh hôn sau, hai người vô cùng tự tin và dạn dĩ, trao nhau nụ hôn tự nhiên, còn thoải mái tập luyện và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Có lần, Lưu Học Nghĩa còn mạnh dạn đòi chồm tới để hôn bạn diễn nữ, khiến cô nàng vô cùng buồn cười. Không chỉ tỏ ra ngọt ngào, Lưu Học Nghĩa còn vô cùng ga lăng với bạn diễn Vương Tử Vi. Tại hậu trường một cảnh phim, Lưu Học Nghĩa đã chủ động dắt tay Vương Tử Vi bước lên cầu thang vốn khá cao và dốc. Nào ngờ đâu khi đặt chân lên bậc cuối cùng, anh chàng lại vấp tà áo và suýt vô ếch trước mặt người đẹp và ekip xung quanh. Vì gặp sự cố ngay phút 89 nên Lưu Học Nghĩa và Vương Tử Vi phải quay lại nhiều lần. Nam chính Thanh Lạc còn nghĩ cách tinh tế nâng tà áo lên để không phải vướng chân. Và may mắn thay, cảnh quay đã thành công. Không chỉ tình tứ với bạn diễn nữ mà Lưu Học Nghĩa còn có cảnh khoe thân vô cùng nóng bỏng. Tuy nhiên để chuẩn bị cho phân đoạn này, Nam chính Thanh Lạc phải làm công tác chuẩn bị, khởi động để cơ bắp trở nên nảy nở và bắt mắt nhất. Anh chàng đã lao vào hít đất liên tục, sau đó ngồi ngâm mình thật lâu để đợi ekip chuẩn bị. Nào ngờ đâu, Lưu Học Nghĩa bị đạo diễn phủ đẹp khi được nhận xét là trông quá khô khan. Thế là anh và một số thành viên ekip phải rắc nước lên khắp cơ thể, mất một khoảng thời gian dài đến mức tay của anh chàng bị nhũn đi do tiếp xúc lâu với nước. May mắn là cảnh quay sau đó đã diễn ra trơn tru, mang đến bữa tiệc visual ngon mắt cho người xem. Trong một cảnh phim của Thanh Lạc, vì không muốn nữ chính hô hấp nhân tạo cho nam nhân lạ mặt, Lưu Học Nghĩa đã xung phong thực hiện. Thế nhưng anh không biết làm thế nào nên đã được Vương Tử Vi huấn luyện. Thế là sau đó anh chàng phải dốc hết sức lực để môi chạm môi với người con trai đang nằm bất tỉnh kia. Ở hậu trường, phân đoạn này diễn ra vô cùng hài hước. Khi hai đôi môi vừa chạm nhau, Lưu Học Nghĩa đã ngay lập tức giật bắn người và bay ra xa. Hành động này khiến Vương Tử Vi và bạn diễn nam kia vô cùng tức cười. Có lẽ người bạn diễn kia đã làm gì đó khiến Lưu Học Nghĩa thấy nhột, dẫn đến phản ứng mạnh. Ngay sau đó, Lưu Học Nghĩa còn có hành động trừng trị bạn diễn nam khiến trường quay vô cùng sôi động. Tuy trải qua nhiều tình huống hài hước ở hậu trường, nhưng không ai có thể phủ nhận thái độ kính nghiệp của Lưu Học Nghĩa. Nhờ khả năng chịu khó và chủ động tiếp thu, học hỏi, anh chàng đã thể hiện thành công một Dạ Tu Độc điển trai và ôn nhu khiến nữ chính và khán giả không thể không mũi lòng. Lưu Học Nghĩa đóng phim từ năm 2011 nhưng không được mấy khán giả biết đến. Bộ phim Thanh Lạc của anh cũng có số phận lòng đồng lận đận trong thời gian ghi hình năm 2020. Thanh Lạc từng đứng trước nguy cơ phá sản do kinh phí sản xuất phim quá thấp, chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Ngoài Thanh Lạc, Lưu Học Nghĩa đang có phim mới là Khi Bóng Đêm Gợn Sóng, đóng cùng Trương Dư Hi, đồng nghiệp cùng công ty quản lý Hoàng Thủy Thế Kỷ. Các fan của anh đang kỳ vọng Lưu Học Nghĩa có thể phá vỡ đen đuổi trong sự nghiệp.